Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin kính chào tất cả các bác Daramia trên toàn quốc. Và clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho các bác một đôi loa được mệnh danh là ông vua của nhạc vàng. Đó đôi loa JBL L300 Summit. Và loa JBL L300 Summit này được sản xuất vào những năm 1978 và có một cái giá xuất xưởng tại năm 1978 gần 400.000 yên. Và so với thời điểm hiện tại thì tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng cập bến được đôi loa là đẹp xuất sắc và di nguyên bản, có một cái mức giá rất là tốt để cho các bác chơi audio cũng như là các bác sưu tầm. Và loa JBL L300 Summit sử dụng gồm 3 đường tiếng trên một thùng loa, sử dụng với là một bát 40 cm và củ bát là củ 136A, đây là củ huyền thoại của hãng. Đấy. Và sử dụng với là một chung kèn LE85, họng kèn là HL92 và đặc biệt sử dụng với là một đôi chép. Đây là đôi chép hay nhất của hãng JBL, đó đôi chép 077 hay còn gọi là chép kim cương, hay còn gọi các bác còn gọi tên gọi khác là chép lưỡi diều. Đấy, cho một cái dải cao rất là sáng vô cùng, thiết kế rất là ấn tượng. Và bên trên thì đôi loa thì có một cái tấm kính tăng lên vẻ đẹp cũng như là độ hoàn mỹ cho đôi loa JBL L300 Summit. Đấy. Và đôi loa này thì có một cái trở kháng là 8 ohm, có độ nhạy là 93 decibel. Đôi loa là rất là dễ phối ghép với âm ly cũng như là cho ra một cái tiếng bass rất là sâu mềm mại. Đấy. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc led của đôi loa để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Dạ vâng, cũng như là trước màn hình nhỏ các bác đây thì đôi loa cập bến tại cửa hàng BDM Tuấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc đấy. Đôi loa này thì có giá xuất xưởng gần 400.000 yên so với thời năm 1978. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì cửa hàng BDM Tuấn Hưởng bán cho bác chỉ có giá là 135 triệu đồng thôi. Loa bát thì sử dụng với là một bát 40 cm các bác nhé. Các bác đã nhìn thấy đây thì là tất cả đều là zin nguyên bản, sử dụng với là bát 40 và màng giấy gần là gần mút, và bên trên là một chung kèn và một chép kim cương hay còn gọi là chép lưỡi diều đây ạ. Song song với lại cái chép kim cương cũng như là cái họng kèn thì là bên trên này có một cái dải chung, tinh chỉnh của dải chung và dải chép các bác nhé. Tất cả các thông số của đôi loa đều là in ở cái tem này đây ạ. JBL có model L300 Summit, sản xuất là California, USA tại Mỹ. Đôi loa thì sử dụng với là củ Anico nên là rất là dễ phối ghép với âm ly, kể cả là những âm ly gọi là rất là bình thường, không cần phải đòi hỏi những âm ly là quá đắt tiền hay là quá là cao giá. Đôi loa rất là đẹp các bác nhé. Thùng quách thì con này là khá là đẹp rồi, không thể chê được. Đôi loa thì không có một điểm trừ. Đấy, đây cũng như là cái tấm kính zin của hãng các bác nhé, tấm kính zin này. Đấy. Thùng quách là khá là đẹp. Và đây cũng như là phần hậu của đôi loa các bác nhé. Đẹp từ trong ra ngoài cũng như là zin từ ngoài vào trong luôn. Cái cầu loa thì đã được cửa hàng BDM Tuấn Hưởng thay thế rồi các bác nhé. Cái cầu loa thì thay thế thì nó không ảnh hưởng gì đến đôi loa. Đấy. Rất là tiện cho các bác cắm mỏ chim này hay là cắm bắp chuối. Đấy. Bình thường cái cầu zin của nó là cái cầu rất là nhỏ đó các bác nhé. Rất là nhỏ, mình cắm cái mỏ chim còn khó. Đấy. Đôi loa rất là đẹp. Và một lần nữa em Tuấn Hưởng xin được nhắc lại về cái mức giá là cửa hàng BDM Tuấn Hưởng đang để mức giá giao lưu cho các bác là 135 triệu. Đấy. Cũng như là các bác nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại là 082 774 tứ quý 1. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng BDM cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.